kết mà đón bên này Galaxy Z44 trên bàn mùa dịa một hai trong có miền trong nội trị trang trong prap tạc nè tạo khả nha ông bì tự ra bài kỳ bót sẽ đi thamay mùa nịa đi khả nha trong nâng prap bì bót bì xoay prap prap chìa bì trăm tháng ngay gần lại miền là thạp bì giỏi khua nâng trong nội đại trái đăng xem tiết rồi bót tự ra bài kỳ bót đó là khả nông chân nam bì bòn mập hay bì nì chẳng ách một tam đàn tạo khả nha chì mùi khiêm kìm lên spa cốm một căn Campbell Report. Sẵn rắp một nghe bị xác, Galaxy Z44 nôm dọc một thông mây nếu cứ chia cần lại bằng hàng thả sạp nơi khẳng cọng này. Ai có ai nẹ bà bác căn tại nghe sửu nơi khả nông ca ba càng vị thi, sẵn rô đo bê đài trả ca ba càng vị thi chẳng nơi khả nông bê tại mùi. Đôi bê cầm bông tại ba càng vị thi mùi nâng, hai bà trong ba càng vị thi mùi tiết, lên trăm ba chênh từ home screen tiết lại. Dương ai bác tam thả sạp nâng đòi bà tòa tại mặt đòn. Dương ai bác ban càng vị thi bây nơi khả nông bê tại mùi. Bộ bình thêm tiền cao vị thi pop-up lang ban mùi trong nguồn tiệt. Đại ác ao dương bằng rịch bằng ruộng lẹ tục ban phim phim. Cả bàn trai cao vị thi bị khả nơi trong bệ cảnh đa này phân nọt rồi bỏ hệ răng bỏ tay mà đòn. Hồi Samsung có ác ao dương rẻ xa tục cao vị thi tiền ở nụ ban tiệt. Được snap bê trong bậc lực rối, còn tại trực lưu icon nâng. Viên nặng bờ cao vị thi tiền ở nụ tư tam tì tăng ngoài phim. Mùi quanh tiết một nghe flex mode nơi tại miền là thật và giao dịch mặt nhóm. Vìa nâng cho một chui bóng ra cá nơi bê đại dân bò tự sắp chia tùm rung đôi laptop bài này. Đôi nơi bê đại mơ YouTube rồi có bê đại pra camera thoát. Vìa nâng ai chùm nụ chương tripod bàn mà đồng mà cá đại. Chỉ vui bằng tia chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 nơi lớn ní. Nẹ pra từ tố bàn cầm lăng mà sân lùm nọc vua mũi nơi khăn ông bộ phục Android nơi bê bạch bán ní. Bộ phép game tôi thông sơ tài ác lên bàn cầm lại graphic vua nâng frame rate vua bàn đôi đứa khăn. Nhi chia rương lõ khăn ông ca xâm lạc chất bà pra Exynos phần màn trong nón sân. Đòi CPU nâng GPU nâng lời chip 8 plus Gen 1 thamay ní. Đập nà ca bàn lươn chuyển chip 8 Gen 1 trong nón môn bàn tông đọc phía rối. Hai sân xong tham bộ bàn xam sơ phía rối lõ chuyển môn tiện. Thôi tụ sắp mình sơ khắc đai khăn lăng tiện nổ tê. Khi nhóm cho bà rõm tha khăn ông viết riêng khắc đai ổn ổn bẩn nọ. Tụ bây chỉ bây lên game để tiêm tiêu ai cầm lăng prăng khăn lăng gõ đòi. Phần sân bà mơ tả anh Galaxy Z44 sơ tả đưa khăn nha tên nâng trong nón môn đang sông tờ hai. Tại bà nơi bê đại chất khả nha nâng Z43, bà đang thay nơi lời chùm nón thông mây ní, miền miền riêng tô chương bẩn tích, miền kè mì kèo khlây chương môn bẩn tích đi khả nha. Nâng trước bàn kèo bia đòi cẩn trọng khôn ninh Gorilla Glass Victor Plus thôn chương môn, có đôi chí mình cẩn lẽ bọt mòm chương môn, đại dương nàng ách đăng nơi bê đại bọt bật bác về riêng tăng lõi chương môn, trước bàn bằng răng bẩn thay đôi nơi lời Z44 trong bằng 2 nơi lời video môn đài. Đói nơi bê bật chỗ khả nha vì mình cầm ra khả tông đọc 4 tư đọc 5mm, nắng nơi bê đại bạc chánh, mình cầm ra 6mm vành. Mình tù khả luôn thua lãng bì ở lời mình nhóm sốt tùm ngôn bì rồi hông dụng 7g, nơi tài bắt đo chút nơi ở rõm thai bỏ nất, xì vì lại nơi bê chạp càng bà nơi khả nông đầy. Chỉ mùi nâng chấm rớt bỏ miếng mùi nơi tiết có lực xâm rõ rõ bỏ bìa thai mùi cầm rớt tiết. Mơ tới càng tài tiện tiên, chi ở quay đề nẹ trong chấm nách ai bằng tệ hệ cả rõng, có chiếc lầm đọc phụ mùi nơi lưu tìm xa đài, bằng hàng bò một bàn đất rõ, nâng chơi tốt bàn rõ luôn. Nơi khẳng kháng miên tầm hôm bằng mùi trực bí ứng, rồi mà phải hết Dynamic AMOLED bí côn. Nơi tài miên khả nà để cả rõng quen đó đấy, tài miên tự tăng tù lìa chứng môn bằng tệch. Tục nghe sửu xâm rạp ca chạy đồng năng phim phim, lưu tục sắp, nâng pra ca nghe tù tầy. Nâng nơi bên này tất cả các thông còn tại bà quy chánh, dân nâng tổ tố bà này các bà mùi chức bà mùi ứng, mà rồi mà phải hết Dynamic AMOLED bí côn này phim. Vìa có ách bằng hành còn được phép bán chút bà, miền bò đất sát, miền cầm rất bình lưu đo mùi bòn bì rơi nít, chìa ông nói phò nơi bê đài pra kram bình lý thay thay. Vìa có nơi tại ách pra chỉ mùi nâng Big S Pen Fold Edition bằng ca chi bì xe xâm rạp tật cô Fold. Tại nhà trực ca tên tham đại khuôn anh. Hai mình ách bao chỉ mùi nâng Big S Pen thông mà đại bàn nổ tê. Xâm rạp camera cao mì cọng chùm nguồn cọng ní, căn tài lên sơ dương chào bà rộng khuyên tiết lại. Đau chùm nguồn cao sơ phía rồi này ca pra nẹ nâng mình đang tham mình camera nâng tin nổ tê. Đôi khi nha tên nâng cần lãnh phát nơi cần này cọng nâng đài. Cô bần tái, viết cả nơi tại bắt bằng cầm rạch của đập hiếp mình sẽ khó khăn nếp bì xì phô xì lại. Nơi cần lại mình bị lý cực rốn, của đập hiếp viết ai từ tôi dọc bàn. Bần tái thì lẽ cho nơi bê đai cần lại mình bị lý xoay. Được chứ nè bàn chỉ khi nhóm nơi thọt xe phí tam rỉa camera nơi cái đoàn kháng cái quỳnh. Nào mùi có nghe sử dụng can thọt nâng đầy chiếm phòng đài. Tại bởi trong bàn rụp hiếp can tài cho bác sát, ai bà camera cái đoàn thọt tam rõ của bàn. Đói tiếng này hãy sao tài chia mục nghiêm miền ở thập rỉa giói mùi, rồi bỏ tụ sắp với cái đoàn bọt bài này. Nhiều giấy đo camera cỡ Z44 miên chùm nuôn bay cổp, vì miên sử mặt tập hiếp ra hạ tên nâng Galaxy M22 tràn. Đói miên lên cool 20MP, lên ultra-wide 12MP, nâng lên telephoto 10MP. Ác xuống bài optical bàn bay đoàn đòi một bạc bằng cổ nập hiếp, nâng xuống bài digital bàn rồi hốt đo từ 30 đoàn, hay nâng mơ cổ nơi trâm cầm rách xuống đọc đoàn.
ជាមួយការថត portrait ការព្រៀផ្ទៃខាងក្រោយឃើញថាវាធ្វើមិនអន់នោះទេអាចសម្គាល់ដឹងចុងសក់និងផ្ដល់ជូនរូបភាពមានសាច់ពណ៌ស្អាតនិងអាចគ្រប់គ្រងពន្លឺបានប្រសើរដែរដោយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារូបភាព sample ខ្ញុំថតចេញពី C44 ផ្ទាល់ចំណែកឯការថតវីដេអូវិញសុទ្ធតែមាន OIS ជួយទប់លំនឹងដោយវាថតបានដល់ 8K និងស្ថិតនៅកម្រិត 24fps ដដែលដូច្នេះការថតនៅកម្រិត 4K 60fps នៅតែជាជម្រើសល្អសម្រាប់ខ្ញុំសូម្បីតែកាមេរ៉ាមុខក៏អាចថតបាន 4K 60fps បានដូចគ្នានិងមានការជួយទប់លំនឹងបានប្រសើរដូចគ្នាដែរឥឡូវមកដល់កន្លែងថាមពលថ្ម 4400mAh នៅក្នុងនេះបាទថ្ងៃប្រើប្រាស់ធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយតបសារប្រើបណ្ដាញសង្គមប្រើកាមេរ៉ាតិចតួចនិងមើលវីដេអូអី Galaxy C44 អាចនៅកម្ដរបានពីព្រឹកដល់យប់និងមុនចូលគេងនៅសល់ខ្ទង់ 20% ដែរតែបើថ្ងៃណាត្រូវការប្រើកាមេរ៉ាច្រើនប្រើប្រាស់លើអេក្រង់ច្រើននោះដល់ពេលម៉ោង 4 ម៉ោង 5 ល្ងាចនឹងត្រូវបញ្ចូលថ្មសិនហើយជាមួយនឹងដុំ 25W ត្រូវតែងបន្ថែមដោយខ្លួនឯងដែលចំណាយពេលកន្លះម៉ោងអាចបញ្ចូលថ្មបាន 50% វិញបានអញ្ចឹងនេះជា Galaxy C44 វាជាទូរស័ព្ទអេក្រង់បត់លំដាប់ខ្ពស់ជាងគេមួយលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះហើយរួមទាំងផ្នែក Hardware និងផ្នែក Software ចាស់ទុំជាងគេផ្ដល់ជូននៅមុខងារមានប្រយោជន៍ច្រើនមិនថា Flex Mode ឬក៏ Taskbar សម្រាប់ការងារ Multitasking បើកប្រើកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់តម្លៃខ្លួនថ្លៃចាប់ពី $1,699 ឡើងទៅនេះយើងចំណាយទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេមានអេក្រង់បត់ដែលមិនសូវមានអ្នកធ្វើបានទូលំទូលាយដោយវាណឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគិតថាទូរស័ព្ទអេក្រង់បត់នៅតែមិនទាន់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកបានឬក៏ចង់បានកញ្ចក់កាមេរ៉ាខ្លាំងជាងនេះអាចសូមបានឆ្ងាយខ្លាំងក៏នៅតែអាចពិចារណាលើ Galaxy M22 Ultra បានសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយៗទៀត